giới hương, định hương dư huệ hương, giải thoát chi kiên hương. Quang minh vân đài biển pháp giới, cung dường thầm phượng tam bảo tiền. Ngự nguyện hồng ân tam bảo, thường ở khắp mười phương từ bi gia hộ. Hôm nay ngày 28 tháng tư nhuận, năm canh tí tài tư gia thiết lễ hàng thuận, cho đôi bạn trẻ hồ nhật kha pháp danh Huệ Thành, Quỳnh Tú Như pháp danh Huệ Ngọc. Cùng ai họ chư nam nữ phần tử, cung đôi trước phần tiền. Dâng tâm hương nguyện mười phương Phật tử gia hồn, cho đôi từng duyên được bình yên hạnh phúc, sống mãi bên nhau đến trăm tuổi. Khổ vui cùng chia sẻ, bi kinh trên nhường dưới, mãi sau con cháu hiển vinh, tăng trưởng đức hạnh làm rạng rỡ tổ tông. Hai họ kết làm thông gia, tình nghĩa càng thêm nồng hậu, sự nghiệp càng thêm sáng tỏ, và bền vững trong tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nguyện cho gia đình hai họ và bạn bè gần xa căn lành thêm lớn phước đức tăng trường, luôn luôn thần thảo phước thọ tăng long. Mọi việc cảnh thông các tượng như ý, ngưỡng mong Phật trị từ bi gia hồn. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Ha Tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý chư tôn đức, kính thưa quan viên hai họ, quý vị khách quý và đôi tân lang tân nương thân mến, lời đầu tiên cho phép chúng con cùng chúng tôi xin được mạn phép thay mặt ban tổ chức kính đảnh lễ chư tôn đức và chào mừng quý vị khách quý đến tham dự lễ hàng thuận của hai Phật tử Quỳnh Tú Như pháp danh Huệ Ngọc và Hồ Nhật Kha pháp danh Huệ Thành tại quê hương nhà của chúng con. Kính thưa quý liệt vị, trong khế kinh Đức Phật có dạy: sinh ta được làm, sinh ra được làm người là khó, làm người mà được đầy đủ lục căn thì cũng là rất khó, làm người mà được chánh pháp lại càng khó hơn. Và giữa cõi đời này, hàng ngày có vạn con người vội bước qua nhau, rồi con người được quen với nhau cũng khó, nhưng thương và yêu một người lại càng khó hơn. Cũng vì lẽ đó mà đôi tân lang tân nương Quỳnh Tú Như và Hồ Nhật Kha chắc hẳn đã có duyên với nhau từ bao đời, nên hôm nay mới gặp được nhau và cùng hẹn thề chung sống bên nhau cho đến trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Trải qua thời gian yêu thương và tìm hiểu, để rồi hôm nay ngày 28 tháng tư nhuận năm Canh Tý là ngày lành tháng tốt, được sự cho phép của cha mẹ nội ngoại hai bên tổ chức lễ hằng thuận kết nạp lương duyên cho hai trẻ tại tư gia dưới sự chứng minh và cầu nguyện chúc phúc của quý chư tôn đức và bà con bạn bè đạo hữu thân hữu gần xa. Chúc cho đôi tân lang tân nương trăm năm hạnh phúc, loan phụng hòa minh, sắc cầm mộng hiệp. Đó là lý do của buổi lễ hằng thuận hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, để cho buổi lễ hàng thuận được trang nghiêm và thành tựu viên mãn,
con xin thông qua chương trình như sau: 1. Ổn định lễ trường. 2. Cung nghinh chư tôn đức Quang Lâm chứng minh, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, tác bạch lễ hàng thuận, ý nghĩa vợ chồng, nghi thức lễ bái, tuyên đọc ý nghĩa đôi nhẫn cưới, trao nhẫn cưới, lời phát nguyện đôi tân lang tân nương, trao giấy chứng nhận lễ hàng thuận, lời chỉ dạy của cha mẹ hai bên, dâng trà nước để báo đáp công ơn cha mẹ và cảm tạ hồi hướng hoàng mạng. Đó là chương trình buổi lễ hàng thuận hôm nay. Xin toàn thể quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý liệt vị, trời Cà Mau hôm nay trong sáng quá, đất thới bình tươi nở những cành hoa, gió Tân Lộc vui gộn tiếng chim ca, lễ hàng thuận đón chào tình đạo hữu. Chúng con xin thành tâm hướng về bàn chứng minh thứ nhất, kính đảnh lễ giới thiệu đại đức đạo hiệu Thượng Trúc Hạ Chí, giảng sư Phật giáo, chủ trì chùa Tâm Minh tỉnh Bạc Liêu, kiêm quản lý tỉnh thất Linh Thường tỉnh Lâm Đồng thành phố Đà Lạt, đương vi đệ nhất chứng minh. Xin vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Chúng con xin thành tâm hướng về bàn chứng minh thứ hai, cung kính đảnh lễ giới thiệu đại đức Thích Đạt Ma Hiển Minh, tăng chúng thiền tự Vạn Thông, tông môn thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Thường Chiếu, xin cung kính đảnh lễ giới thiệu. Về phía chư ni, chúng con xin thành tâm hướng về bàn chứng minh, cung kính đảnh lễ giới thiệu sư cô đạo hiệu Thích Nữ Diệu Tâm, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, chánh văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Thới Bình, chủ trì chùa Phước Linh. Và chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu sư cô Thích Nữ Tâm Nguyên, ni chúng chùa Phước Linh. Về phía họ nhà gái cũng là ban tổ chức lễ hàng thuận hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Quỳnh Thanh Hùng và bà Trần Cẩm Loan, cha mẹ của tân nương. Xin cho một tràng pháo tay. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Văn Út và bà Phạm Tiết Hiền là song thân của chú rể. Xin giới thiệu cho một tràng pháo tay thật lớn. Hôm nay là đôi uyên ương đặc biệt nhất trong ngày hôm nay, không thể thiếu, đó là nhân vật chính. Xin giới thiệu tân lang Hồ Nhật Kha, pháp danh Huệ Thành, sánh duyên cùng tân nương Quỳnh Tú Như, pháp danh Huệ Ngọc. Về đại diện cho các đạo tràng hôm nay cũng rất quan hỷ tranh thủ thời gian quý báu để trở về tại tư gia hôm nay dự lễ hàng thuận. Chúng tôi cũng rất là vinh dự được đón tiếp quý đạo hữu đại diện các đạo tràng tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, cũng như đạo tràng chùa Vĩnh Phước An, đạo tràng các Tòng Lâm Tự Diện, Niệm Phật Đường, Tịnh Thất, Tịnh Xá về dự hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Phật tử Tình Nguyện, Phật tử Huệ Đức, Phật tử Phước Hạnh, Phật tử Ngọc Hạnh, Phật tử Thiện Tâm, Phật tử Diệu Luyện cùng phái đoàn Bạc Liêu. Xin đứng dậy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt và xin thân ái kính chào tất cả quý vị hôm nay. Về phía đạo tràng chùa Phước Linh, chúng ta cũng trân trọng giới thiệu chung, đó là Phật tử rất đông đủ ngồi phía sau hỗ trợ cho họ nhà trai. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức, trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, cho đôi tân lang và tân nương đối trước chư tôn đức dâng lời tác bạch thỉnh cầu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ cùng quý chư tôn đức.
Hôm nay là ngày 28 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, nhằm ngày 19 tháng 6 năm 2020. Chúng con là Phật tử tại gia, hôm nay đã trưởng thành, dâng lời cha mẹ hai bên, cam kết làm giai ngẫu, thành lập gia đình. Chúng con sẽ biết bổn phận của mình là Phật tử, để cho hôn lễ được kiết tường, hai họ được sum vầy, vợ chồng chúng con được duyên niên phước thọ. Trời đã sinh xe duyên đôi lứa, nghĩa vợ chồng hạnh phúc bên nhau, dù cho sóng gió mưa gào, chúng con mãi nguyện bên nhau suốt đời. Kính bạch quý chư tôn đức, vào giờ này lễ trường đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin đê đầu bái thỉnh chư tôn thiện đức cử hành lễ hằng thuận cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Hai con xá một xá rồi trở về vị trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, anh ở chân trời, em giữa ngàn sao, hai mảnh đời mình tìm nhau ghép lại, duyên tao ngộ từ ngàn năm hẹn mãi, để đời này ta có được nhau đây. Người ta từng nói rằng thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn, đâu phải tự dưng hai người xa lạ mà gặp được nhau đâu. Quen nhau, yêu nhau và tình nguyện ở bên cạnh nhau là đâu phải dễ dàng như vậy. Hai vợ chồng nếu như muốn ở cạnh nhau lâu dài thì hãy yêu thương nhau, nhẫn nhịn vì nhau. Có như vậy thì hạnh phúc gia đình mới bền lâu được. Và để cho đôi tân lang, tân nương hiểu nhiều hơn về tình nghĩa vợ chồng, chúng con xin đê đầu cung thỉnh Đại Đức chứng minh đạo hiệu Thích Trúc Chí từ bi quan hỷ cho chúng con để hiểu thêm về ý nghĩa vợ chồng và lễ hằng thuận hôm nay. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quan viên hai họ, đôi bạn trẻ, tương lan tương nương cũng như các bạn bè và con láng giềng đã trở về tham dự buổi lễ hằng thuận sáng hôm nay. Xin thay mặt cho chư tôn đức, chúng tôi có đôi lời chia sẻ gửi gắm trước khi đôi bạn xe duyên kết thúc trong ngày hôm nay. Kính thưa quý liệt vị, từ xa xưa thì truyền thống của người Việt chúng ta cứ trai lớn thì dần vợ gả chồng, thì gái lớn cũng như thế. Và câu chuyện diễn ra thường nhật như vậy đã trở thành một cái phong tục tập quán rất đẹp của người dân Việt. Và cũng từ xa xưa cái lễ hằng thuận đã có rồi quý vị. Trong một ngày nọ Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ, thì ngay lúc mà một người em bà con của Đức Phật, đó là Mahanam, đang tổ chức đám cưới tại cung, thì Đức Vua cũng đã thỉnh chư tôn đức cùng Đức Phật trở vào cung để chứng minh. Và từ đó trở đi thì cái lễ hằng thuận đã được diễn ra ở bên phái Nam Tông. Và cho đến năm 1930 thì lễ hằng thuận được tổ chức tại chùa Từ Đàm Huế bởi Phật tử mang tên là Tâm Minh, đã tổ chức cho đứa con gái của mình. Và đến năm 1971 thì Hòa Thượng Thích Nhật Hoa, Thích Thiện Hoa đã đưa vào trong sách và thành một cái tục, một cái nghi thức nghi lễ của Đạo Phật chúng ta. Lễ hằng thuận nó có ý nghĩa rất là to lớn quý vị. Khi chúng ta đến trước Tam Bảo, hai bạn trẻ chúng ta tự phát nguyện và cái sự chứng minh của mười phương chư Phật cũng như chư tôn tiền đức tăng ni, cũng như quan viên hai họ cùng bà con thân thuộc đạo hữu, thì đã làm cho cái lễ nó càng trang trọng hơn. Và tình nghĩa vợ chồng được đánh dấu bằng một sự mở đầu rất tốt đẹp, được sự gia ân của mười phương chư Phật và sự chúc phúc của chư tôn đức, và được sự chứng minh của hai họ rất long trọng. Vì vậy trong lễ hằng thuận này đánh dấu cho các bạn chúng ta đã bước vào cuộc sống hôn nhân. Phải từ đây trở đi chúng ta cố gắng sống hòa thuận, yên ấm và dẫn dắt nhau trên con đường đời cũng như con đường đạo. Vì vậy lễ hằng thuận diễn ra
không những kết tóc xe duyên cho đôi bạn trẻ của chúng ta, mà cũng một lần gợi nhắc lại cho tất cả những Phật tử. Chúng ta đã đi chùa, chúng ta cũng đã quy y Phật, thì chúng ta hãy cố gắng sử dụng cái lý thuyết cũng như cái kinh nghiệm sống của chúng ta để chúng ta nhắc nhở, chia sẻ, đùm bọc, che chở cho hai bạn trẻ để tiếp tục bước vào con đường hôn nhân được êm đẹp và hạnh phúc. Thì lễ hằng thuận mà nếu như được nhân rộng ra trong thế gian này cũng như trong xóm làng của chúng ta thì sẽ làm cho một cái tình nghĩa của con người, của xóm giềng cũng như các bạn trẻ đôi tân lang tân nương sẽ đánh dấu thật sâu sắc trong cuộc đời của mình. Thì ngoài lễ hằng thuận ra, chúng ta còn có ý nghĩa nhắc nhở rất sâu về cái chữ nghĩa vợ tình chồng. Thì đối với hai bạn trẻ, từ đây chúng ta đã thề nguyện kết tóc xe duyên, thì các bạn cố gắng là vẫn là người con Phật tốt đẹp và vẫn là những đôi bạn trẻ ngày nào vui vẻ an vui, thì chúng ta cứ gánh thêm trách nhiệm của người cha người mẹ trong tương lai nữa. Cho nên cha mẹ cũng là tấm gương sáng để con cái mình học theo. Vì vậy các bạn phải cố gắng trau dồi thêm cái trí tuệ cũng như kiến thức để chúng ta giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình. Mà trong rất nhiều kinh Đức Phật đã dạy rất rõ quý vị, các bạn chúng ta cần lưu ý rằng mặc dù chúng ta tuổi còn trẻ, nhưng nếu chúng ta đã tiến đến sự kết hợp của sự hôn nhân này rồi, thì các bạn chúng ta phải chịu trách nhiệm với những hành động, lời nói cũng như cái cách ứng xử của mình trong tương lai. Thì Đức Phật dạy rõ cho các bạn trẻ chúng ta như thế này: đối với người chồng đó thì phải có 5 cái trách nhiệm đối với người vợ. Các bạn nam nghe rõ ha, đối bạn tân lang nghe cho rõ để em ta thực hành cho tốt. Thứ nhất là phải biết tôn trọng vợ. Thì trong cuộc sống, chúng ta là người nam gánh vác gia đình, nhưng bên cạnh đó người vợ cũng là cái sự thành công của người đàn ông. Ngạn ngữ phương Tây thường nói đằng sau sự thành công của người đàn ông là bàn tay mềm mại của người phụ nữ. Cho nên người chồng trong gia đình là phải tôn trọng, thương yêu người vợ của mình. Đó là thứ nhất. Thứ hai là phải đối xử thật tốt đẹp, cân bằng, bình đẳng. Và trên nữa là cái tình gắn kết keo sơn, đó là tôn trọng, phải đối xử thật tử tế. Và thứ ba nữa thì chúng ta phải chung thủy. Chúng ta còn ngoại giao trên cuộc sống, chúng ta còn công việc, nhưng dù sao chúng ta cũng phải hướng về một người vợ duy nhất, đang là người đốt đốm lửa trong gia đình, người đang sưởi ấm cái mái nhà nhỏ của chúng ta. Vì vậy người chồng phải luôn luôn chung thủy với người vợ của mình. Và thứ tư nữa là chúng ta phải tin tưởng nhau để mà sống. Tức là chúng ta giao tiền bạc, vật chất trong gia đình cho người vợ cất giữ. Và chúng ta tin tưởng người vợ sẽ là người chăm lo về tài chính. Còn công việc thì chúng ta bên ngoài, chúng ta ngoại giao. Mọi thứ thì trong gia đình người vợ gánh vác rất là nhiều, rất là vất vả. Cho nên chúng ta hãy dùng niềm tin để chúng ta giao tài sản của cải cho người vợ coi ngó. Rồi thứ năm nữa là chúng ta phải sắm sửa những cái trang sức vào những cái dịp đặc biệt để chúng ta đánh dấu và chúng ta sưởi ấm cái con tim của những ngày mới đầu cho đến mãi về sau. Cho nên những người Phật tử nào, người nam nào mà ga lăng đó, thì quý vị phải nhớ những cái ngày như 8 tháng 3, rồi ngày sinh nhật của vợ, ngày kỷ niệm ngày cưới. Hôm nay ngày 28 tháng 4 đúng không? Thì bạn tân lang phải nhớ để chúng ta tặng những phần quà nào có giá trị. Mặc dù là chúng ta chưa giàu có, nhưng mà chúng ta cũng có những món quà đơn sơ nhưng mà nó đậm tình nghĩa vợ chồng. Thì đó là 5 cái trách nhiệm của người chồng đối với người vợ. Nếu quý vị làm được thì chắc chắn gia đình của quý vị sẽ trong ấm ngoại êm, và mọi thứ sẽ được suôn sẻ hạnh phúc theo chiều hướng của chúng ta ước mong. Còn Đức Phật dạy về người 5 bổn phận dành cho người nữ, tức là người vợ đối với chồng. Thứ nhất, phải luôn luôn làm tròn bổn phận ở trong nhà. Chúng ta là được quán xuyến trong nhà, từ ăn uống, giấc ngủ, từ của cải vật chất, mọi thứ trong gia đình thì dưới bàn tay của người vợ. Thì chúng ta cố gắng là hoàn thành
cũng như làm tròn cái bổn phận nội trợ, thời gian nội trợ của mình. Bạn nữ nhớ không? Rồi thứ hai, chúng ta phải tử tế đối xử với chồng cũng như đối xử với bên nhà chồng. Chúng ta phải cố gắng hài hòa giữa gia đình mình và gia đình của chồng. Chúng ta thương mẹ, thương cha ruột của mình thì chúng ta cũng thương cha, thương mẹ của chồng. Cũng như bên bên nội, chúng ta phải đúng phép, đúng phép tắc. Chúng ta phải hiếu nghĩa, chúng ta đối xử thực bình đẳng và công bằng với nhau, thì để cho người chồng cũng mát mặt, cũng vui vẻ hai bên. Đó là cái trách nhiệm thứ hai. Thứ ba, phải luôn luôn chung thủy với người chồng. Mặc dù có nhiều công việc chúng người chồng phải vắng nhà thời gian dài, hoặc những công việc phải đi xa, không thường xuyên bên quý vị, thì người vợ luôn luôn trong trái tim của mình chỉ có hình bóng của người chồng mà thôi. Thì đó là cái cách để em ta giữ cái hạnh phúc và tạo cho cái sự chung thủy giữa hai người được gắn kết dài lâu hơn. Và thứ tư thì em ta phải giữ gìn tài sản của gia đình. Khi người chồng đã tin tưởng giao cho chúng ta những cái tài sản, quản lý tỷ gia nội trợ trong gia đình, thì người vợ chúng ta phải giữ gìn không tiêu xài, hoang phí. Chúng ta cũng có trích tiền ra để em ta lo bên chồng, chúng ta lo bên gia đình mình, nhưng mà làm sao cân bằng cũng như công khai để cho hai vợ chồng thuận thảo. Quý vị nhớ một số người nữ là thường thường giấu tiền hoặc là giấu ít vật chất để đem về bên nhà mình, thì giấu chồng, thì khi chồng phát hiện ra thì nó sẽ sinh ra nhiều mâu thuẫn. Cho nên người vợ phải khéo léo dung hòa giữa bên chồng và bên mình để cho nó hài hòa ha quý vị. Và thứ năm thì người vợ luôn siêng năng trong mọi công việc. Đó thì cái vấn đề này, người nữ thì em ta thức sớm hơn chồng và ngủ sau chồng để em ta cửa nẻo trong nhà cũng như thức ăn, nước uống, mọi thứ cho người chồng. Mà sáng đi làm sớm thì người vợ dậy trước hơn để em ta lo cơm nước, đúng không quý vị? Thì Đức Phật chúng ta không nhận là Ngài đi xuất gia, đi tu, thì Ngài chỉ quan tâm tới vấn đề đạo đức của con người, mà Ngài còn quan tâm rất nhiều về mọi khía cạnh trong cuộc đời này, đặc biệt đó là hôn nhân gia đình. Ngài cũng rất quan trọng, cứ quan tâm tới. Vì vậy đây là năm trách nhiệm của người chồng đối với người vợ, và năm trách nhiệm của người vợ đối với người chồng. Người chồng chúng ta cố gắng ghi nhớ ha. Và bên cạnh, khi quý vị đã thành lập gia thất rồi thì chúng ta cũng phải có thời gian để tới chùa cùng tiếp tục học hỏi sư phụ, học hỏi với thầy cô để em tăng thêm cái kiến thức trong đạo pháp để áp dụng trong cuộc đời, trong cuộc sống của mình hàng ngày. Thì thay mặt cho chư Tôn Đức, chúng tôi chỉ có đôi lời nhắc nhở tới các bạn trẻ, nhấn mạnh rằng lễ hằng thuận đã có từ xa xưa, từ thời Đức Phật còn tại thế đã có rồi cho đến tận bây giờ. Nếu như các Phật tử ở đây mà chúng ta trân quý cái lễ này, chúng ta áp dụng trong cuộc sống, thì nó sẽ là những cái động lực cũng như những cái sự tốt đẹp trong cái lễ hằng thuận hôm nay sẽ đánh dấu trong trái tim của đôi bạn trẻ và sẽ đi đến suốt đời với quý vị. Và thứ hai nữa là cái trách nhiệm của người chồng, người vợ thì chúng ta cố gắng giữ gìn và phát huy. Thì cầu mong cho mười phương chư Phật sẽ luôn luôn gia hộ cho đôi bạn trẻ chúng ta hiểu nhau, thương nhau, nắm tay nhau bước trên con đường thật thênh thang rộng lớn, trải qua được những, vượt qua được những cái trở ngại, những cái trắc trở, để chúng ta cùng mà dựa vào nhau trên con đường đời cũng như con đường đạo. Chúc đôi bạn trẻ chúng ta được trăm năm hạnh phúc dài lâu, và cầu chúc cho hai họ được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin toàn thể hội chúng cúng dường bằng một tràng pháo tay thật lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi Đại Đức Chứng Minh đã từ bi quan hỷ ban bố cho toàn thể lễ hằng thuận của chúng con được biết ý nghĩa thêm về vợ chồng. Hôm nay chúng con thành kính đảnh lễ cúng dường thầy bằng một xá, và xin mời hai bạn đứng lên để hướng tâm về Tam Bảo, hướng tâm về Đại Đức Xá Một Xá. Mời hai bạn ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tưởng nhớ thâm ân của chư Phật, ơn dạy của thầy tổ, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và thể hiện sự tương kính tôn trọng nhau của tân lang và tân nương,
Giờ này xin mời hai bạn chỉnh trang y phục, chuẩn bị lễ bái, và xin mời hai bạn tiến lên phía trên, đứng thẳng, hướng về Tam Bảo, hướng về Quý Chư Tôn Đức, chứng minh, chắp tay thành kính. Kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh, trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ tuệ quang minh soi đường, nhất bái lễ kính chư Phật. Xin mời tân lang và tân nương hướng về cha mẹ hai bên chuẩn bị lễ bái. Ơn cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền cao tọ biển khơi, dù cho dân chọn cuộc đời cũng không trả hết ân người sinh ta, nhị bái chi ân phụ mẫu. Thì con lại xuống. Đứng lên xá một xá, quay về bên mẹ chồng, lạy một lạy. Xin mời tân lang và tân nương đối mặt với nhau, chuẩn bị lễ bái, chắp tay trang nghiêm. Hay ta nên vợ thành chồng, keo sơn gắn bó một lòng thủy chung, ngọt bùi chia sẻ nhau cùng, đắp xây hạnh phúc tình nồng điểm tô, tam bái phu thê tương kính. Xin mời hai con về chỗ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa liệt quý vị, nhận một chút gió yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Có nhận thì bạn bè được thiện cảm thân thiết, có nhận thì anh chị em được hòa thuận thương mến, có nhận thì cha mẹ con yên vui xâm vầy bên nhau, có nhận thì xóm giềng được bình an vui vẻ. Vào giờ phút quan trọng này, ban tổ chức chúng con xin cung thỉnh đại đức chứng minh tuyên đọc ý nghĩa đôi nhẫn cưới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa quan viên hai họ cùng chư bà con, bạn bè gần xa của đôi tân lang tân nương hôm nay. Thì kính thưa quý vị, chiếc nhẫn cưới đã có từ xa xưa, người ta đã phát hiện vào thời Ai Cập cổ đã có rồi quý vị. Thì trước đây chiếc nhẫn cưới được làm bằng da, bằng cây, bằng răng thú, bằng ngà voi và một số lá cỏ. Thì ngày nay chiếc nhẫn đã thay đổi hoàn toàn hơn. Thì giờ đây quý vị chúng ta hãy nhìn chiếc nhẫn thì nó mà vòng tròn, hình thái của nó là hình tròn. Hình tròn thì biểu trưng cho cái sự son sắc thủy chung, cái sự trọn vẹn của một vật thể. Và cái hình tròn thì nó không có đầu, không có đuôi, nó trở thành một vòng tuần hoàn như thế này. Cho nên người ta mới lấy chiếc nhẫn để tượng trưng cho cái tình thủy chung son sắc của chiếc nhẫn cưới trong ngày lễ hôm nay. Và quý vị kính mến, và cái vật liệu để làm nên chiếc nhẫn thì trước đây thì làm bằng rất nhiều thứ, trong đó có cả cỏ, cây, hoa lá và các vật dụng khác. Nhưng thời nay thì đa số người ta làm bằng vàng. Thì vàng tượng trưng cho sự quý báu, sự nó sự trọn vẹn quý vị, và sự cứng cáp. Thì quý vị biết rằng ngoài cái để trang sức thì cái vàng nó rất là chắc, không bị oxy hóa, cũng không bị chi phối bởi thời gian và không gian. Mặc dù nó có méo, nó có dẹp thì chúng ta sửa nó cũng trở thành tròn, tắm nắng lại cũng được. Cho nên cái vật liệu để làm nên cái chất liệu này là vàng. Vàng thì biểu trưng cho sự cứng rắn, sự vững chắc, sự vĩnh cửu trong thời gian. Thì về chất nhẫn, đó là hai cái hình thái cũng như cái chất liệu làm nên chiếc nhẫn.
và từ những cái ưu điểm đó và họ chọn lựa chức nhẫn để trao tay nhau trong ngày cưới. Và đặc biệt chữ nhẫn ở đây thì theo thuật ngữ của Phật giáo tức là nhẫn nhịn, nhường nhịn, nhẫn nhục. Chứ chữ nhẫn đây để giúp cho đôi bạn trẻ chúng ta trong cuộc sống cũng có lúc thăng lúc trầm, cũng có những lúc vui lúc buồn, có những lúc hòa thuận, có những lúc buồn đau, thì chúng ta hãy nhìn vào chữ nhẫn này để chúng ta nhớ rằng khi chúng ta kết tóc xe duyên với nhau, chúng ta đã từng trao chức nhẫn cho nhau, tức là chúng ta đã trao chữ nhẫn rồi thì chúng ta phải hành động nó. Và chữ nhẫn đây trong đạo Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta một điều rằng trong các hạnh, hành nhẫn là khó làm nhất. Nếu như quý vị làm được thì chắc chắn chúng ta sẽ cùng nắm tay vượt qua giông bão của cuộc đời. Và chữ nhẫn đây còn biểu trưng cho quý vị khi chúng ta đeo vào. Quý vị tại sao biết đã đeo vào ngón áp út không ạ? Thì ngón áp út đây theo khoa học y khoa đã nghiên cứu, nó có một mạch máu lớn chạy thẳng từ ngón áp út về thẳng con tim. Cho nên đeo ngón này tức là cái sợi dây kết nối từ trái tim và tình yêu. Thì khi chúng ta đeo chiếc nhẫn vào, người nam đeo vào thì đã chứng minh cho rằng người nam đã chọn một bông hoa cho đời mình. Cho nên các bạn nữ không nên săn đón, không nên gạ người nam nữa. Còn khi người nữ đã đeo vào thì đã chứng minh cho rằng cô đã lập gia đình và đã có chồng, tránh được tình trạng đeo đuổi của các bạn nam khác. Cho nên khi các bạn đeo chiếc nhẫn vào tay, các bạn làm hành động gì, chúng ta nên nhớ soi lại chiếc nhẫn chúng ta đeo nơi tay để chúng ta biết giữ cái tình cảm yêu thương của mình. Chiếc nhẫn chỉ một lần duy nhất trao cho người mình thương trong cuộc đời. Cho nên các bạn phải nhớ, dù chúng ta có những lúc khởi niệm không tốt, nhưng nhìn lại chiếc nhẫn thì chúng ta hãy dừng lại, đừng đi quá vượt giới hạn của cái tình cảm vợ chồng. Thì ý nghĩa của chiếc nhẫn rất đơn giản như vậy. Mong các bạn trẻ chúng ta hãy cùng nhau hành nhẫn áp dụng trong cuộc đời này, để trong cuộc sống các bạn sẽ vượt qua được những cái trắc trở, băn khoăn, những cái điều mà có thể sẽ diễn ra, bởi vì cuộc sống không ai biết trước cái những lúc thăng trầm trong cuộc đời này hả các bạn. Cố gắng vì cái chữ nhẫn, vì chiếc nhẫn hôm nay, các bạn sẽ vượt qua hết tất cả. Chúng ta hoan hỷ sống với nhau thật vui tươi, để chúng ta cùng kết nối một vòng tròn khép kín, một vòng tròn của sự trọn vẹn, sự yêu thương và vững chắc của tình yêu vĩnh cửu. Xin chúc các bạn luôn luôn được bình an, sống an vui và hành chữ nhẫn thật là tốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin toàn thể hội chúng cúng dường bằng một tràng pháo tay thật lớn. Vừa rồi nghe được ý nghĩa của đôi nhẫn cưới trong ngày hôm nay. Và một lần nữa xin mời đôi tân lang tân nương tiến lên phía trên để nhận từ đôi nhẫn cưới của Đại Đức Chứng Minh để trao cho nhau. Kính thưa liệt quý vị và đôi tân lang tân nương, nhẫn cưới anh trao ước hẹn lòng, tình yêu nên một trái tim hồng. Kính vòng thiên địa cung trời đất, chọn giấc phu thê bậc vợ chồng. Ơn gọi gia đình tình hiệp nhất, chứng nhân thế giới nghĩa đồng công. Một đời chung thủy duyên thiên lý, sứ mạng giữa đời mãi sáng trong. Xin toàn thể quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng đôi bạn trẻ trao nhẫn cưới trong ngày hôm nay. Vâng, và giờ này chúng con cũng đại đức an tọa và xin mời hai bạn trẻ quỳ thẳng hướng về Tam Bảo.
để có đôi lời phát nguyện Tân Lan và Tăng Nương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ và cùng quý chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa quý ông bà cha mẹ họ hàng hai bên. Kính thưa quý cô bác, anh chị em thân bằng quyến thuộc, quý vị khách quý và cùng quý bạn đạo hữu tình, linh sơn cốt nhục trong đạo tràng kính mến. Hôm nay là ngày hôn lễ, ngày vui nhất trong cuộc đời chúng con. Chúng con thật sự diễm phúc đã có duyên sâu dày với Phật Pháp, nên hôm nay được sư phụ và cùng quý chư tôn đức tăng ni từ bi tác lễ hằng thuận cho chúng con vô cùng trang nghiêm trọng thể, lại còn ban bố cho chúng con những lời giáo huấn thật thiết thực trong cuộc sống lứa đôi, và cũng được nghe những lời dạy bảo của cha mẹ hai bên. Bên cạnh đó, chúng con còn được sự trợ duyên vô cùng quý báu của quý vị khách quý đến tham dự đông đủ. Vợ chồng chúng con đồng nguyện nhằm tạo mối lương duyên tốt đẹp cho đôi vợ chồng trẻ, cũng như làm an tâm tin tưởng cho cha mẹ và họ hàng. Vợ chồng chúng con là Quỳnh Tú Như, Pháp Danh Huệ Ngọc, sánh duyên cùng anh Hồ Nhật Kha, Pháp Danh Huệ Thành. Giờ đây trước ngôi Tam Bảo tôn nghiêm thanh tịnh, với sự chứng minh của sư phụ và cùng quý chư tôn đức, sự chứng kiến của quý ông bà cha mẹ, quý họ hàng hai bên đông đủ, chúng con không biết nói lời chi cho xứng đáng với công ơn ấy. Trong giờ phút thiêng liêng này, vợ chồng chúng con xin đồng nguyện. Hôn nhân là việc trọng đại cả đời. Ngoài hạnh phúc ra, vợ chồng chúng con còn xem đó là niềm vui, niềm hy vọng lớn lao của cha mẹ và thân bằng quyến thuộc. Chúng con nguyện sẽ làm con trai tốt, con rể tốt, con gái thảo, con dâu hiền, vun tròn hiếu thuận cho chồng cũng như bên vợ. Hai, trọn đời này chúng con sẽ sống thủy chung, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, biết tha thứ nhường nhịn nhau, để gia đình luôn được hòa thuận đầm ấm. Chúng con luôn có trách nhiệm với nhau, đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi đắng cay, luôn siêng năng làm việc xây dựng kinh tế gia đình phát triển, không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và thân bằng quyến thuộc đôi bên. Chúng con nguyện sống có giới đức, theo bổn phận Phật tử tại gia, không trai gái ngoại tình, không chạy theo vóc sắc đồng tiền để phụ nghĩa tình chồng vợ và làm đau khổ cho người nguyện chung sống trọn đời với mình. Chúng con nguyện sống đời tại trong sạch, giữ gìn năm giới theo lời dạy của Đức Phật, nhất là giới tà dâm, để đem lại hạnh phúc cho gia đình mình và niềm tin tình yêu của mọi người. 4. Chúng con đồng nguyện luôn nghe lời góp ý xây dựng của nhau, không mỹ lại việc tiền bạc vị thế bên chồng cũng như bên vợ mà lấn át hiếp đáp hay nặng lời cùng nhau. Chúng con nguyện luôn biết lắng nghe và cảm thông sâu sắc với những lời tâm sự khó khăn của nhau, không vô tình lạnh đạm thờ ơ nỗi niềm sâu kín của chồng cũng như của vợ. Chúng con xin nguyện chia sẻ tất cả những gì mà người bạn đời vấp phải và luôn luôn không bao giờ kính nể chuyện hy sinh nhiều hay ít, bởi vì chúng con đã là một của nhau. Chúng con ý thức được lời Phật dạy rằng hạnh phúc là niềm vui chung và đau khổ là đau khổ chung, bởi vì trong cuộc sống là mối tương quan luân duyên trong tình huyết thống của cả dòng họ đôi bên. Chúng con nguyện sống hạnh phúc trọn đời để ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho chính chúng con và cho mọi người. Cúi xin Đức Phật hằng gia hộ chứng minh cho lời hôn thể của vợ chồng chúng con. Cúi xin Đức Phật hằng gia hộ chứng minh cho lời hôn thể của vợ chồng chúng con. Cúi xin Đức Phật hằng gia hộ chứng minh cho lời hôn thể của vợ chồng chúng con. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thương nhau phải hiểu cho rành lời ăn tiếng nói ngọn ngành của nhau. Vừa rồi là hai bạn đã phát nguyện lời hôn thề của Tân Lan Tân Nương với sự chứng minh của chư tôn đức. Kính mong quý chư tôn đức từ bi quan hỷ để chứng minh lời hôn thề này, cũng như sự chứng kiến của cha mẹ, quý thân bằng, bạn bè thân thuộc hai bên, cũng như quý cô chú, các anh chị là bạn đạo hữu tình Linh Sơn Cúc Nhục trở về đây. Chúng con xin lại ba lại để tạ ơn tri ân này.
Chúng con cùng quỳ tại chỗ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đá tuy cứng nhưng vẫn còn mòn, nguyện cho hai trẻ sắc son trọn đời. Vào giờ phút thiêng liêng này, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Chứng Minh Từ Bi Quan Hỷ tiến về phía Tân Lan Tân Nương chào giấy chứng nhận lễ hằng thượng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng. Tụi con quay về phía dưới à, và bên họ nhà gái cũng có phần quà trao cho đôi bạn trẻ hôm nay để làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật cũng như vợ chồng son trẻ. Ngày hôm nay cũng xin mời bên họ nhà gái, đó là người mẹ, lên tặng quà. Và xin mời chị hai cũng lên tặng quà. Và tiếp theo đó thì xin mời quý đạo hữu cũng như quý bạn bè thân hữu có quà hôm nay cũng xin lên phía trên để tặng cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Xin mời đôi bạn trẻ chúng ta khi người mẹ cho quà xong cũng ôm hôn mẹ một cái để cảm ơn công ơn mẹ. Rồi, xin toàn thể hội chúng giơ một tràng pháo tay thật cao và chúc mừng hạnh phúc trong ngày hôm nay của đôi bạn trẻ. Chư Tôn Đức, kính thưa quan viên hai họ, tiếp theo chương trình xin mời đôi tân duyên quỳ thẳng, phanh tay cùng đối trước cha mẹ để lắng lòng nghe lời chỉ dạy. Con dẫu lớn cũng là con của mẹ, đi suốt cuộc đời tình mẹ vẫn theo con. Xin mời cô Phật tử Quệ Nhàn là mẹ của tân nương có đôi lời dạy bảo, nhắc nhở cho đôi tân duyên để nương đó mà luôn sống nên nhau chọn đời quý vui, hòa thượng hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chân chân sư phụ và quý chư tôn đức chứng minh, kính thưa quý cô bác của hai bên gia đình, kính thưa quý đạo hữu kính mến. Hôm nay trong thời tiết mùa hè ấm áp, màu đỏ của hoa phượng chen nhau phe sắc thắm báo hiệu chào đón những bước chân vàng ngọc giải thoát của quý chư tôn đức sắp được thêm tuổi hạ. Trong niềm quan hỷ của những ngày đầu hạ, như trùng phùng duyên hội ngộ cho những đôi lứa tiếp bước trong tương lai xây dựng cuộc đời trong ý niệm thiết tha thiêng liêng cao quý của buổi lễ. Con xin thay mặt cho bà con hai họ trước hết đảnh lễ quý chư tôn đức cũng như quý bà con đạo hữu trong hai gia đình. Kính thưa cô bác, có hạnh phúc nào hơn trong cuộc đời làm cha mẹ khi thấy con mình ngoan hiền hiếu hạnh và trong
tương lai sự nghiệp ổn định hạnh phúc. Nuôi con từ lúc mới lọt lòng rồi chập chững bước vào đời, lớn dần cho đi học mở mang trí tuệ, rồi đến tuổi dựng vợ gả chồng xây dựng gia đình. Thật là cả một chuỗi thời gian chắc chiêu, giáo dưỡng trong ước, mong ước và đợi chờ. Và rồi ngày lớn nhất trong cuộc đời lại đến, ngày vui của những đứa con thơ đang tập bước vào đời. Lòng cha mẹ vui mừng khôn xiết và cũng lo lắng khôn nguôi, vì từ đây các con phải tự gánh vác sự nghiệp của mình, tự bảo vệ dung sới hạnh phúc của gia đình mình. Mà đường trước còn dài, đường đi muôn vạn gian khó, cha mẹ bên nào cũng thể luôn mong hai con lấy tình yêu thiêng liêng thủy chung mà hai con đã hẹn thề, để tha thứ bao dung rộng mở với nhau khi lỡ lầm. Hai con của mẹ hãy yên tâm, lúc nào cha mẹ cũng dõi theo hạnh phúc của các con. Hôm nay trong ngày vui đại hỷ được sự nhất trí của hai gia đình cha mẹ, thỉnh cầu sư phụ cùng quý chân tôn đức cử hành hôn lễ hằng thuận, để cầu mong Đức Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng luôn gia hộ và độ trì cho cuộc sống của gia đình hai con được trăm năm hạnh phúc, được long phụng hòa minh, được sắc cầm mộng hiệp. Trong thời gian thiêng liêng có hạn, chúng con không biết nói sao cho hết công đức của sư phụ cùng quý chư tôn đức đã dành thời gian quý báu quan tâm chứng minh cử hành lễ hằng thuận cho hai con của chúng con. Chúng con xin đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nguyện cầu chư Phật hằng gia hộ cho quý ngài thêm mùa hạ được nhiều sức khỏe, để hằng dương Phật pháp lợi lạc quần sanh Phật sự chống duyên thành. Xin cảm ơn quý bà con hai họ đã đến tham dự buổi lễ hằng thuận này. Xin kính chúc quý bà con, chú bác, nội ngoại, bạn bè gần xa luôn được phúc chí, trang nghiêm vạn sự, kiếp tường an khang, vạn hạnh. Nam mô Thường Khoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin toàn thể vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Vừa rồi là lời chỉ dạy của người mẹ thật hiền hòa và khả kính của đôi tân lang tân nương. Và chúng con cũng hướng tâm về bên bàn của người mẹ chồng, cũng để nhận từ lời chỉ dạy quý báu của người mẹ trong hôm nay. Chúng con hướng tâm về. Nam mô A Di Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chân sư phụ cùng quý chư tôn đức, kính thưa quý vị khách, kính thưa thân bằng quyến thuộc hai họ cùng toàn thể quý vị ca có mặt trong buổi lễ hành thuận hôm nay. Lễ hành thuận của hai cháu Hồ Nhật Kha pháp danh Huệ Thành, được sánh duyên cùng Quỳnh Tú Như pháp danh Huệ Ngọc, rất đầy đủ ý nghĩa. Con xin phép sư phụ cùng quý chư tôn đức cho con dạy đại diện thay mặt cha mẹ và thân bằng quyến thuộc hai họ có đôi lời dạy bảo hai cháu. Hai con yêu mến, hôm nay hai con đã chính thức và vợ chồng với nhau. Cha mẹ và gia tộc luôn mong mỏi cầu chúc cho hai con sẽ mãi mãi yêu thương sống bên nhau, chọn cho được hòa thuận, an vui, hạnh phúc đến trọn đời mãn kiếp. Dù hay mất, dù khổ hay vui cũng đều cũng cùng nhau chia sẻ. Con à, hai con hãy nên luôn tôn trọng, quý kính bao dung cho nhau và cố gắng làm theo những điều mà sư phụ và quý thầy của chúng con đã dạy bảo. Cha mẹ có ít lời như thế, mong hai con thực hành được với nhau. Đó là hai con đã trả ơn cho cha mẹ già bên và hai bên, và biết thương dòng tộc hai họ mình. Con nhé, mẹ cầu chúc hai con sống bên nhau luôn luôn hòa thuận và hằng an
lạc hạnh phúc, tình nghĩa vợ chồng mãi mặn nồng đầm ấm nha con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Vừa rồi là người mẹ chồng của Tân Nương, đó là Phạm Tuyết Hiền. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể tất cả hội chúng trong ngày hôm nay, thì ba của cháu Kha vì công việc là ngày mai đón dâu về, cho nên công việc rất là bộn bề, cho nên không qua dự lễ hàng thượng được, cho nên người mẹ hôm nay đi thì quý vị cũng hoan hỷ. Thì quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn. Và để công ơn của cha mẹ dạy dỗ cho đôi con, thì ngày hôm nay các con phải tri ân cho cha mẹ những miếng trà, miếng rượu để công ơn sinh thành dưỡng dục. Cha sinh mẹ dưỡng nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng. Nuôi con cực khổ ẩm bồng, trời cao lòng lòng khó mong đáp đền. Vừa qua là lời dạy của cha mẹ cho đôi tân lang tân nương. Giờ này hai con hướng về cha mẹ của mình, thành tâm nói lời cảm ơn cha mẹ. Hai con đọc theo sư phụ, đọc to tròn vành gõ chữ để cha mẹ của hai con mới thấm nhuần được lời. Nhiều khi các bậc cha mẹ thân mến, mặc dù thời buổi bây giờ theo công nghệ quá của mạng xã hội 4.0, đó là thế giới phẳng, cho nên những người con không thể nào nói lên một lời là mẹ ơi con yêu mẹ lắm, cha ơi con yêu mẹ lắm. Mặc dù hai bạn nói với nhau rất là nhiều lần từ lúc mới chập chững bước vào đời, cũng như là các bạn đã quen nhau từ thổ nào từ thổ ấy, nói với nhau hàng ngàn chữ, nhưng không bao giờ nói với cha mẹ mình là mẹ ơi con yêu mẹ lắm, cha ơi con yêu cha lắm. Cũng như hai bạn cũng chưa từng xin lỗi cha mẹ khi lầm lỡ. Thì ngày hôm nay được sự chứng minh của chư tôn đức, sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, hai con hãy nói theo lời của sư phụ chỉ dạy. Kính thưa cha mẹ. Kính thưa cha mẹ. Kha nói theo luôn con. Chúng con có được đầy đủ duyên lành. Chúng con có được đầy đủ duyên lành. Như ngày hôm nay. Như ngày hôm nay. Là nhờ sự sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Là nhờ sự sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Công ơn ấy thật không gì có thể sánh bằng. Công ơn ấy thật không gì có thể sánh bằng. Chúng con đã khôn lớn trưởng thành. Chúng con đã khôn lớn trưởng thành. Cha mẹ cho chúng con kết nghĩa vợ chồng. Cha mẹ cho chúng con kết nghĩa vợ chồng. Và giờ đây còn dạy bảo cho chúng con. Và giờ đây còn dạy bảo cho chúng con những điều rất hữu ích cho cuộc sống. Những điều rất hữu ích cho cuộc sống. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm. Thực hành để không phụ lòng. Thực hành để không phụ lòng. Công lao cha mẹ nuôi dưỡng. Công lao cha mẹ nuôi dưỡng. Để tỏ hiếu kính và tri ân. Để tỏ hiếu kính và tri ân. Chúng con xin cha mẹ hoan hỷ. Chúng con xin cha mẹ hoan hỷ. Giờ phút này cho chúng con gót trà dâng lên cha mẹ. Giờ phút này cho chúng con gót trà vâng lên cha mẹ. Báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục này. Báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục này. Nói sao hết ân tình của mẹ, nguồn yêu thương bất tận muôn đời. Mẹ ơi tình mẹ sáng ngời, mãi trong nhịp đập cuộc đời của con. Hai con quỳ xuống dâng trà cho cha mẹ. Cha mẹ ơi, đã mãi vì con dạy, sống hy sinh quên hết cuộc đời mình, để vẹn phần con đặng chữ dục nhinh, đâu chẳng ngại chạy mình trong sương gió.
Giờ này hai con báo đáp công ơn cha mẹ của mình, tri ân trong ngày vui hôm nay. Hai con báo đáp công ơn cha mẹ xong, chúng con quay hướng về bàn của mình. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn, ngày hôm nay hai con làm được điều này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể tất cả quan viên hay họ có mặt trong lễ hưởng thuận hôm nay. Hơn 60 phút đã trôi qua, vào giờ này xin mời một người cậu của Tân Nương, đó là Phật tử Tệ Nguyện, lên để cảm tạ cho buổi lễ hôm nay, chọn phần công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lần nữa kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức. Kính thưa quý vị khách quý, quý ông bà, cô bác, thân bằng, quyến thuộc hai họ, gia đình đôi tân duyên cùng toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng có mặt trong buổi lễ hôm nay. Buổi lễ hằng thuận của hai cháu Huỳnh Tú Như pháp danh Huệ Ngọc được kết hôn cùng Hồ Nhật Kha pháp danh Huệ Thành, đến đây đã thành tựu viên mãn. Thật là một diễm phúc lớn lao khi hôm nay gia đình của chúng con được tổ chức buổi lễ hằng thuận này. Mặc dù chúng con vẫn biết sư phụ và quý chư tôn đức phận sự rất đa đoan, nhưng với tấm lòng từ bi cao cả mà quý thầy đã quan lâm về tư gia chúng con để chứng minh cho buổi lễ, cũng như chúc phúc cho hai cháu, chúng con nghĩ rằng thông qua những lời dạy của sư phụ và chư tôn đức là khôn vàng thước ngọc, để cho hai cháu lấy đó làm tư lương xây dựng đời sống cho vợ chồng ngày càng hạnh phúc hơn. Chúng con xin thay mặt cho thân bằng quyến thuộc hai họ của đôi tân duyên thành kính tri ân quý chư tôn đức đã từ bi chẳng nề lao nhọc tổ chức thành công mỹ mãn buổi lễ hằng thuận này. Cho dù chúng con có tán hương bao nhiêu lời hay ý đẹp, cũng không thể nói lên hết được ơn đức của sư phụ cùng với quý chư tôn đức. Chúng con chỉ biết nguyện đem tâm quyết luôn trao dồi đạo đức sự sáng suốt trong những điều lợi ích cho bản thân mình và mọi người chung quanh, để bày tỏ tấm lòng tri ân đối với quý chư tôn đức. Chúng con nguyện cùng nhau góp phần làm cho chánh pháp mãi lưu truyền, mọi người thêm nhiều an vui hạnh phúc. Chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bà con hai họ và bí đạo hữu Phật tử gần xa gia đình chúng tôi. Xin chân thành tri ân đến đội hỗ trợ Ba La Mật đã nhiệt tình giúp đỡ bằng mọi phương tiện cho việc tổ chức buổi lễ được thành công tốt đẹp. Đồng thời đáp lại lời nói của gia đình chúng tôi mà quý liệt vị đã dành thời giờ quý báu và lòng ưu đãi ưu ái đến tham dự đông đủ, làm cho buổi lễ thêm phần trang trọng và trang chứa tình thân mật với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Mặc dù hết sức cố gắng những công sức sau để khỏi thiếu sót vụng về, ngưỡng mong chư tôn đức cùng toàn thể quý vị quan hỷ cho. Xin chân thành cảm ơn mọi duyên lành đã tạo cho buổi lễ hằng thuận hôm nay được thành tựu viên mãn. Chúng con kính chúc quý chư tôn đức pháp thể khinh an, thân tâm thanh tịnh, Phật sự viên thành. Kính chúc quý toàn thể quý vị luôn đạo tâm hằng sáng tỏ, phúc lành càng thêm rộng lớn, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin toàn thể hội chúng cho một tràng pháo tay thật lớn. Và giờ phút này buổi lễ hằng thuận hôm nay được thành tựu viên mãn, chúc cho đôi tân lang tân nương được trăm năm hạnh phúc, loan phụng hòa minh, sắc cầm mộng hiệp. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức và xin mời toàn thể hội chúng đồng khởi thân để hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
ai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để minh chứng con tim? Anh hứa đi, anh hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Em chớ lo chi, trái tim anh luôn thật lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lòng lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo leo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Bye.
mới đánh là gặp gặp từ sợ sao này còn đồng nên bà con cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trần Man.
bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh của con. Lỡ một lần sẽ không phải tên là đón đời chỉ chút khổ mà thôi. Anh chưa về gì cuộc đời này em ơi, ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào, hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi, lại đây với anh mình đây hạnh phúc lâu dài. Đừng lo lắng em ơi, chuyện ngày mai đã có anh rồi. Em chỉ cần luôn nhớ và hướng trái tim về anh. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười. Và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Buồn phiền lo lắng trước kia để anh giữ dùm. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh đứng lại và dẹp hết điều phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười. Và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh.
sinh nè em ơi, lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ chứng minh tình phúc em đêm. Thành phố nào dần đi đã mòn, đường quanh cơ thiên sống không xa. Chiều đắng tay khi nắng chan hòa, nắng không tiền lầm mông mỗi em. Mắt em buồn trong chương chiều hay đẹp hơn. Mùa sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật là ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏ, người đưa thương đêm dưới sương mù. Người bên nhau trong góc sau đường, tiếng kinh thần siêu mong đẹp yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi dần nhau. Rồi từ đó đi cách xa, nhìn tình thế nhạt nhòa. Rồi từ đó trong không pha, em làm dấu xa lắm. Âm thầm anh tính thương đời, đau buồn anh cũng chịu thôi. Anh về gom góp kỷ niệm buồn xưa. Thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau đi rụng mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm phu. Chúng ta chúc mừng cô dâu mới, chú cấm phân chúng ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xu giờ đó. Vô, vô, vô cấm phần chúng ta chúc mừng cô dâu mới. Vô cấm phần chúng ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư,
đón cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống nhiệt tình. Còn bà ba tới thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Kính thưa quý quan khách, nghi thức tuyên bố lý do của ngày hôm nay chỉ được thiêng liêng và tràn đầy ý nghĩa khi có sự chứng kiến của quan viên hai họ và các vị khách quý, và đặc biệt nhất là các bậc làm cha làm mẹ. Chính vì lẽ đó, xin trân trọng kính mời đại diện chính dự họ nhà gái, xin mời ông Quỳnh Văn, anh Quỳnh Văn Hùng và bà Trần Thị Cẩm Loan cùng bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể các vị khách quý ạ. Bằng một cái lễ chào thân thương và trân trọng nhất, một cái lễ chào sẽ được phép bắt đầu. Kính thưa quý quan khách, hôm nay là ngày 28 tháng 4, thì gia đình của anh chị Văn Hùng có tổ chức cái buổi lễ du quy cho cô dâu Tú Như sắp viên cùng chú rể Nhật Khang, thì cũng có mời tất cả toàn thể quý vị đến đây để tham dự buổi tiệc. Và sự hiện diện của quý vị cũng là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Quý vị đã không ngại đường xa xa xôi đến đây để tham dự buổi tiệc, và đó cũng là một món quà mang đầy ý nghĩa cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi không biết nói gì hơn, và để thay cho lời cảm ơn bằng một lời chúc, chúc quý vị dùng tiệc ngon miệng trong buổi chiều hôm nay. Và trong quá trình tiếp đại, nếu có điều gì sơ suất, xin quý vị thông cảm và niệm tình bỏ qua cho. Xin cảm ơn rất nhiều. Và để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất trong ngày vui, ngày trọng đại hôm nay, xin mời Đô Nguyên Ương cùng nhau rót rượu champagne. Nhưng chúng ta đang chiêm ngưỡng hình ảnh Đô Nguyên Ương đang tay chân tay rót đầy những giọt mọc ngọt. Tưởng như là sự khát vọng của con tim, những dòng rượu đang chạy được ví như những dòng nước và những dòng mọc ngọt. Bây giờ là đây, ông Tư và Nguyễn Tê Dây, Nguyễn Hề trời đất ta cùng bỏ nhau, dù cho bãi bể nương dâu chiên lo phụng chất sâu ân tình. Tràn đầy có từ mẫu mẹ đã dạy ta biết yêu thương mọi người và sống ít nghĩa cho cuộc đời này. Chính vì lẽ đó, ta giao có câu nước biển mênh mông không nâng đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính công gia. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cho che chở đời con. Và để đáp lại công ơn dưỡng dục sinh thành đó, xin mời hai em kính dâng lên cha mẹ ly rượu hiếu hậu để tỏ chút lòng báo. Và xin mời anh chị chúc cho chú rể luôn giữ vững tay chèo để chèo lấy con thuyền tình yêu đến bến bờ hạnh phúc. Xin chúc cho cô dâu
về vị trí để tiếp đại những vị khách quý. Còn riêng Lâm Lương vẫn lại đây thực hiện nghi thức tiếp theo. Xin mời hai tiếp về phía trước. Kính thưa toàn thể các vị khách quý, thì trước khi đâu Lâm Lương nâng rượu giao tôi, thì em xin quý vị cùng vỗ tay, cùng nâng ly, cùng chúc mừng quý vị ơi. Một, hai, ba, vỗ tay quý vị ơi. Tay nâng chén rượu hồng, tình chàng ý thiết trọn đời bên nhau. Dù cho nửa lỡ non mòn, hai ta vẫn nguyện trọn đời thủy chung. Và giờ này em tiến về phía trước sân khấu một chút ạ. Kính thưa toàn thể các vị khách quý, thì bất cứ đôi duyên hôn nào và cuộc hôn nhân nào thì chú rể cũng trao cho người yêu của mình, đó là cô dâu, một món quà để làm lưu niệm trong ngày vui, ngày trọng đại hôm nay. Thì cũng như quý vị đã nhìn lên thân thể cô dâu thì hình như quà là như đầy không quý vị. Hộp sòn kim cương thì chúng ta đã thấy đầy trên thân thể cô dâu hết rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn thấy thiếu một món quà duy nhất trong ngày hôm nay. Chú rể em có biết không? Dạ biết. Biết là thiếu có món quà gì vậy em? Dạ đúng. Quen nhau yêu nhau và hôm nay quyết định về chung một nhà. Thì người yêu của mình có trao cho mình một nụ hôn nào không em? Dạ có. Vỗ tay nữa quý vị ơi, rất là dễ thương không quý vị? Cô dâu cũng rất là thần thật phải không quý vị? Mà cô dâu thân mến, bao giờ, bao nhiêu nụ hôn chú rể trao cho em thì tất cả quý vị ở đây đâu có ai được chứng kiến đâu. Mà toàn thể quý vị ở đây cũng thỏa thẻ bên tay MC muốn rằng chú rể sẽ trao cô dâu một nụ hôn nồng cháy tại nơi đây. Thì hai em có đồng ý không? Nếu đồng ý thì em nói lớn lên nha, đồng ý không? Dạ có. Dạ có. Rất là dễ thương không quý vị? Bây giờ con cô dâu như thế này, đừng hôn lên má em đâu, hôn môi em thấm, ngọt ngào tình anh. Thì theo câu cô dâu như thế thì em muốn hôn lên gương mặt rạng ngời cô dâu điểm nào, môi hay là má? Dạ hôn má. Cô dâu em chọn hôn môi hay là hôn má? Dạ hôn má. Quý vị ơi, hôn má hay là hôn môi quý vị? Tất cả quý vị ở đây muốn rằng chú rể tặng cô dâu một nụ hôn mà phải là hôn môi. Thì bất cứ vị ngọt nào cũng không bằng vị ngọt đôi môi. Nên chị khuyên em nên chọn đôi môi làm nụ hôn ngày hôm nay để tặng cho toàn thể quý vị. Đồng ý vỗ tay quý vị ơi. Tặng cho quý vị đó nha. Chị nào chị đến vòng 2-3 nụ hôn sẽ bắt đầu nha. Cô dâu sẽ tròn tay lên bờ vai chú rể nào. Chú rể sẽ tròn tay lên bờ eo dựng chắc cô dâu. Quý vị ơi, nếu mình vỗ tay thật lớn thì nụ hôn càng sâu sắc quý vị. Mà hay hai gửi trong tình yêu làm sao biết ai yêu chân anh. Xin cảm ơn những chào vỗ tay quý vị đó. Leo và một nụ hôn nồng cháy của Đâu Yêu Ương cũng đã khép lại chương trình buổi lễ hôm nay. Đừng quên chúc trở Đâu Yêu Ương trở về trong vòng tay yêu thương của quý vị. Và nhờ những lời chúc tốt đẹp từ quý vị trao tặng, xin chúc hai em trăm năm tình duyên mãn, bạc đầu nghĩa phương thay. Và chúc quý vị dùng tiền ngon miệng trong buổi chiều hôm nay. Chúc quý vị trong ngày vui hôm nay. Thì xin mời tổng ạ. Hôm nay là tôi là người cậu của Như. Trong gia đình hôm nay tôi có đôi lời chúc phúc cho hai cháu. Thì Du Quang Hỷ, Tố Như kết tóc mừng tân hôn, hiệp gia được sánh duyên, tay nắm tay lòng cố dặn lòng, trăm năm tình nghĩa vợ chồng không phai. Ngày nào trái đất còn say, trời kia còn mọc, tình này còn yêu. Và xin quý vị chúc mừng, vỗ tay để cho chúc mừng cho tôi, cho tân hôn được trăm năm và hạnh phúc. Lương, nhưng con mắt ta cho nhau anh đang thấy mong mơ, một ngọn đời nóng nỗi ta cùng nhau
gió và mây. Từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận, thật đẹp biết bao, dấu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến, tình thức con tim ngủ mê. Bao ngày thật bối rối, mỗi khi em yêu thân rồi. Và ngày anh đến, xua tan màn đêm băng giá ưu phiền, cho tim em thôi không lẻ loi. Bên người yêu thương như gió và mây.